Xin chào tất cả các bạn. Đây là những ngày cận Tết 2020 và chúng tôi lại có mặt tại vườn hoa của công ty Dila Hoa Địa Lan Đà Lạt.com. Và đợt này công ty Dila lại nhập về rất nhiều loài hoa lạ, có màu sắc sặc sỡ. Đây là một cái nhóm hoa mà có mùi thơm rất đặc trưng, và công ty gọi đây là hoa vàng mít, mùi có mùi thơm rất là giống mùi mít các bạn. Okay. Chúng tôi sẽ quay toàn vườn lan cho các anh chị xem nhé. Thì hiện nay ở đây là có khoảng 3.000 chậu lan vàng mít, và bên kia là màu hồng phấn rất là đẹp. Thì tí nữa chúng tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Còn đây là một giống hoa địa lan khá nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, có màu hồng phấn và cành rất là cao. Chúng ta có thể nhìn thấy một loài cái cánh hoa này, màu sắc rất là sặc sỡ. Tôi sẽ chiếu gần một cái nhánh hoa cho các chị và các bạn thưởng thức. Đây là một cái giống hoa cổ điển của thành phố Đà Lạt. Các anh chị và các bạn có thể thấy là màu hồng rất là duyên dáng và ấm cúng nếu như ngày Tết chúng ta có một chậu lan như thế này ở trong nhà. Đây là búp vừa mới chuẩn bị bung bông. Đây là những món hoa vừa đa phần là chồi và búp. Ok, và chúng ta tiếp tục thưởng thức một số cái giống hoa mới. Đây là một số giống hoa mới vừa mới mang về từ các trang trại của công ty Dila. Có thể đó là đây là cái giống hoàng vàng hoàng hậu, khá là nổi tiếng, một cái giống hoa khá là đẳng cấp. Các chị sẽ thấy màu vàng rất là đặc trưng, đặc tươi. Cánh hoa xếp lớp vô với nhau. Tí nữa đây thì tôi sẽ quay cận cảnh một con hoa vàng hoàng hậu để các bạn có thể ngắm từng cánh hoa.
rất là thơm thưa các bạn. Ok, chúng tôi sẽ tiếp tục quay thêm những loại hoa khác ở Đà Lạt để các bạn thưởng thức trên kênh của Viễn Thông Mimosa. Xin cảm ơn các bạn, nhớ like và subscribe cho kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.